Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ trong thời đoạn 3 ngày tới sẽ chịu tác động chính của rãnh mây rông bị nén bởi không khí mát phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió nên sẽ có mưa rông nhiều nơi. Thời điểm mưa tập trung lúc chiều tối và đêm. Cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, đi kèm tố lốc và gió rất mạnh nên người dân cần lưu ý đề phòng. Do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực vẫn ở ngưỡng mát mẻ dễ chịu, Tương tự tại các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, trong những ngày tới cũng phổ biến có mưa rông lúc chiều tối, cục bộ có nơi có thể xảy ra mưa với lượng khá. Tuy mưa rông có thể tiềm ẩn, tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm nhưng cũng sẽ giúp cho nền nhiệt trên khu vực chưa tăng cao và vẫn khá dễ chịu. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh do chịu tác động quỳnh thế gây mưa phía Bắc nên thời đoạn 3 ngày tới sẽ có mưa rào và rông xuất hiện rải rác lúc cuối ngày cục bộ có mưa rông với lượng khá, ban ngày phổ biến có mưa vài nơi. Đi sâu về phía nam khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, chỉ có mưa rông vài nơi, ngày nắng nhưng cường độ không quá gai gắt, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, cường độ nắng nóng giảm dần. Nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ với mức nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng 26 đến 35 độ. Về chiều tối tại đây có mưa rông vài nơi nhưng lượng cũng không quá nhiều. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên thời đoạn 3 ngày tới mưa rông có xu hướng giảm bớt so với những ngày vừa qua, tuy nhiên người dân vẫn nên cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm. Vào ban ngày khu vực vẫn có nắng nóng khi mức nhiệt ngày đêm dao động từ 22 đến 35 độ. Tại các tỉnh thành Nam Bộ vẫn sẽ có nắng nóng xuất hiện trong những ngày tới với nền nhiệt dao động từ 25 đến 36 độ. Do vậy bà con nơi đây vẫn nên bổ sung nước và khoáng chất đầy đủ khi tham gia hoạt động sinh hoạt và sản xuất ngoài trời để có thể đảm bảo sức khỏe về chiều tối tại đây cũng có thể xuất hiện mưa rông kèm tố lốc và gió giật mạnh người dân cần chú ý đề phòng